Kính chào tái ngũ quý ông bà, cô bác, anh chị em trong chương trình thời sự Hoa Kỳ ngày 18 tháng 4 năm 2024 do đội ngũ ban biên tập Epoch Times thực hiện Kính chúc quý khán thính giả luôn được bình an, vui vẻ và hạnh phúc Bản tin ngày hôm nay, Emily xin gửi tới quý vị những nội dung đáng chú ý sau đây Nhiều doanh nghiệp Mỹ sa thải nhân viên trên diện rộng Donald Trump nổ khủ lớn, Lara Trump báo tình vui cho cha ngay sau phiên tòa đầu tiên Nhập cư bất hợp pháp khiến các gia đình Mỹ thiệt hại hàng trăm tỷ đô mỗi năm. Và sau đây là phần thông tin chi tiết. Kính thưa quý vị, hàng loạt các công ty trong các lĩnh vực công nghệ, truyền thông, tài chính và bán lẻ của Mỹ đã sa thải việc làm trên diện rộng trong năm 2023. Các tập đoàn công nghệ như là IBM, Google, Microsoft, các tập đoàn tài chính như Goldman Sachs đều đã thông báo sa thải nhân viên. Tình trạng này vẫn tiếp tục diễn ra trong năm 2024. Theo tờ Business Insider, các tập đoàn như Tesla, Google, Microsoft, Nike và Amazon đã công bố kế hoạch cắt giảm lao động trong năm nay. Gần 40% số lãnh đạo doanh nghiệp tham gia khảo sát của Remote Builder đề cập đến khả năng cắt giảm lao động trong năm 2024 và một nửa trong số đó cho biết doanh nghiệp của họ sẽ không tuyển dụng. Quý vị thân mến, Resume Builder đã khảo sát khoảng 900 lãnh đạo của các doanh nghiệp có trên 10 lao động. Một nửa trong số này cho biết những lo ngại về suy thoái là nguyên nhân dẫn đến việc cắt giảm. Một nguyên nhân khác được dẫn đến là trí tuệ nhân tạo AI. 40% số người tham gia khảo sát nói rằng công ty của họ sẽ cắt giảm lao động khi thay thế con người bằng AI. Robot, Google và IBM đều đã thông báo cắt giảm việc làm liên quan đến AI. Nhà bán lẻ các sản phẩm thời trang thể thao như là Nike sẽ cắt giảm việc làm trong nỗ lực tiết kiệm chi phí. Nike đã công bố kế hoạch cắt giảm chi phí trong báo cáo lợi nhuận vào tháng 12 năm 2023 khi tăng trưởng doanh số chậm. Google đã cắt giảm thêm hàng trăm lao động trong năm nay sau khi lực lượng lao động của tập đoàn đã giảm 6% trong năm ngoái, tương đương với hàng ngàn người. Trong lĩnh vực ngân hàng, CD hồi tháng 1 năm 2024 cho biết sẽ cắt giảm 20.000 việc làm khi tái cơ cấu doanh nghiệp, đưa lực lượng lao động xuống 180.000 người. Trong báo cáo lợi nhuận công bố tháng 1 năm 2024, CD cho biết việc cắt giảm lao động có thể tiết kiệm cho ngân hàng này 2,5 tỷ đô la. Sau khi kết quả kinh doanh quý cuối năm ngoái rất đáng thất vọng, Microsoft sẽ cắt giảm 1.900 lao động tại Activision, Xbox và Zenimax, Việc cắt giảm số lao động này diễn ra một năm sau khi tập đoàn công nghệ này cho biết sẽ cắt giảm lực lượng lao động 10.000 người. Trong khi đó, thì IBM thông báo cắt giảm lao động trong bộ phận tiếp thị và truyền thông. Giám đốc điều hành IBM Arvind Krishna năm ngoái cho biết, 30% lực lượng lao động của tập đoàn này sẽ bị AI và tự động hóa thay thế trong 5 năm tới. Donald Trump nổ hũ lớn, Lara Trump báo tin vui cho cha ngay sau phiên tòa đầu tiên. Quý vị thân mến, cô con dâu Lara Trump cũng là đồng chủ tịch ủy ban quốc gia đảng Cộng hòa cho biết, cựu tổng thống Donald Trump đã huy động được khoảng 1,5 triệu đô vào thứ hai sau ngày đầu tiên của phiên tòa xét xử hình sự ở New York. Con số khổng lồ trong một ngày củng cố niềm tin của Trump rằng những thách thức pháp lý của ông có thể quay trở lại và ám ảnh các đảng viên thuộc đảng Dân Chủ. Donald Trump nói với *Forbes and Friends* của *Forbes* New hôm thứ ba rằng người dân Mỹ ngày hôm qua đã lên tiếng ủng hộ Donald Trump với số tiền một triệu rưỡi đô la quyên góp được cho chiến dịch tranh cử của ông ấy. Số tiền quyên góp trung bình là 28 đô la. Vì vậy, ngay cả ở đây trong nền kinh tế tồi tệ của Biden, mọi người vẫn xa tay và họ vẫn đang hỗ trợ tài chính cho vị tổng thống này phiên tòa xét xử chưa từng có tiền lệ của Trump bắt đầu vào sáng thứ hai với việc lựa chọn bồi thẩm đoàn, ngày đầu tiên của quá trình có thể kéo dài hai tuần. Phiên tòa có thể kéo dài tới tháng 6. Các nhà báo tại phòng xử án đưa tin hôm thứ Hai rằng, 34 trong số 96 bồi thẩm viên tiềm năng vẫn thuộc nhóm đầu tiên trong quá trình lựa chọn bồi thẩm đoàn cho phiên tòa hình sự của Trump. Tổng thống Trump đã lên án phiên tòa hình sự của ông vào hôm thứ Ba trích dẫn cuộc thăm dò mới ủng hộ tiên đề của ông về bản chất chính trị của vụ án tổng thống trump cho biết tất cả đều đến từ tòa bạch ốc vì ông già lẩm cẩm này không thể ghép hai câu lại với nhau ông joe biden không thể vận động tranh cử lợi dụng điều này để cố gắng giành chiến thắng trong cuộc bầu cử và nó không hoạt động theo cách đó nó hoạt động theo cách ngược lại chỉ cần nhìn vào các cuộc thăm dò đây là một phiên tòa giả tạo Biện lý quận Manhattan của đảng Dân Chủ Evan Pratt đã buộc tội Tổng thống Trump với 34 trọng tội, cáo buộc ông làm giả tài liệu để che giấu vụ bê bối tình dục. Phiên tòa là phiên tòa hình sự đầu tiên của một Tổng thống Hoa Kỳ. Nhập cư bất hợp pháp khiến các gia đình Mỹ thiệt hại hàng trăm tỷ đô la mỗi năm. Thưa quý vị, nhập cư bất hợp pháp đang đè nặng lên ví tiền của những người đóng thuế, làm việc chăm chỉ tại Mỹ, tiêu tốn số tiền lên tới hàng trăm tỷ đô la mỗi năm. Tuy nhiên, chính phủ Tổng thống Biden vẫn nhắm mắt làm ngơ trước những vấn đề căng thẳng tài khóa này, bỏ qua những tổn thất đối với nền kinh tế của chúng ta, tính toàn vẹn về cấu trúc của quốc gia chúng ta và sự an toàn cho công dân của chúng ta. Các ước tính cho thấy, những người nhập cư bất hợp pháp khiến mỗi gia đình thiệt hại khoảng 1.000 đô la, tổng cộng lên tới hơn 120 tỷ đô la mỗi năm. Có nguồn tin như Newsweek gợi ý rằng, chi phí thực sự có thể còn cao hơn, có thể lên tới 150 tỷ đô la hàng năm, một con số được chia sẻ giữa cả chính phủ liên bang và tiểu bang. Trên thực tế, tác động tài chính có thể còn tồi tệ hơn nhiều. Tình hình tiếp tục xấu đi từng ngày, chỉ trong tháng 12 vừa qua, lực lượng tuần tra biên giới đã ghi nhận 249.785 vụ bắt giữ dọc biên giới Mexico tăng 31% so với tháng 11 năm 2023 và tăng 13% so với kỷ lục vào tháng 12 năm 2022. Kể từ khi Joe Biden nhậm chức và áp dụng cách tiếp cận biên giới rộng mở của ông, hơn 7,2 triệu người nhập cư bất hợp pháp đã tràn vào Hoa Kỳ qua biên giới phía Nam, một con số vượt qua dân số của 36 tiểu bang. Một số người ước tính con số đó có thể lên tới gần 10 triệu. Tình trạng vô luật pháp khiến việc thống kê chính xác không thể thực hiện được. Hậu quả của việc nhập cư bất hợp pháp đã phủ bóng đen lên nhiều khía cạnh khác nhau của xã hội chúng ta, từ tỷ lệ tội phạm tăng cao đến mức lương bị giảm cho đến sự cạn kiệt nguồn lực của người đóng thuế. Các dịch vụ công phải đối mặt với căng thẳng khi những người nhập cư bất hợp pháp tiếp cận dịch vụ chăm sóc sức khỏe khẩn cấp, ghi danh cho con họ vào các trường công lập và tận dụng các chương trình phúc lợi xã hội một số người cho rằng việc nhập cư bất hợp pháp sẵn sàng chấp nhận mức lương thấp hơn đã làm giảm thu nhập dẫn đến giảm doanh thu từ thuế và tăng sự phụ thuộc vào các chương trình phúc lợi xã hội của những người lao động công dân và cư dân hợp pháp có mức lương thấp ngay cả thuế tài sản của chúng ta cũng đang trả cho những người nhập cư bất hợp pháp vấn đề mang tính thế hệ này đòi hỏi sự cân nhắc thực tế và sự lãnh đạo có năng lực Vấn đề ngày càng trở nên nghiêm trọng hơn nếu những người nhập cư bất hợp pháp chỉ sinh sống bằng các giao dịch tiền mặt, với phần lớn thu nhập của họ là không có giấy tờ. Đây là lý do tại sao tôi ủng hộ các biện pháp như đạo luật thuế công bằng, thay thế thuế thu nhập bằng thuế tiêu dùng, đảm bảo doanh thu từ giao dịch tiền mặt sẽ bị đánh thuế. Trong khi những người ủng hộ họ cho rằng, những người nhập cư bất hợp pháp đang phải trả tiền vào hệ thống thuế và thậm chí cả hệ thống an sinh xã hội của chúng ta thì thật khó để phân biệt sự khác biệt giữa sự thật và hư cấu. Theo bài báo năm 2023 của Cục Nghiên cứu Kinh tế Quốc gia, phần lớn sự đổi mới ở Mỹ là do các cá nhân da trắng và Á Châu thúc đẩy. Bài báo ước tính rằng 96,5% các nhà phát minh Hoa Kỳ là người da trắng hoặc người Á Châu, tính đến năm 2016. Câu hỏi vẫn là, Tại sao chúng ta lại để cho những người nhập cư bất hợp pháp trang vào biên giới của mình khi chúng ta cần việc nhập cư có kiểm soát và có chiến thuật để bù đắp cho hệ thống xã hội đang cạn kiệt của mình và khởi động được làn sóng đổi mới tiếp theo? Tại sao Hoa Kỳ cấm những nhân viên có giá trị trở thành công dân Mỹ khi họ có thị thực lao động nhưng vẫn lôi kéo những người lao động phổ thông và nghèo khó vào đất nước này và ở lại một cách bất hợp pháp? Những câu hỏi chưa được trả lời này chỉ đổ thêm dầu vào ngọn lửa của những âm mưu và toan tính. Ưu tiên cấp thị thực cho nhân viên Tây nghề cao sẽ không chỉ củng cố các sáng kiến trong nước của chúng ta mà còn kích thích sự đổi mới và thúc đẩy tăng trưởng kinh tế. Thật là quá khó hiểu khi mà hợp Trung Quốc Hoa Kỳ tiếp tục chào đón những người lao động phổ thông khi sự thịnh vượng của đất nước chúng ta lại phụ thuộc vào sự đổi mới và nhân viên lành nghề. Việc thái độ miễn cưỡng sử dụng thuật ngữ, người nhập cư bất hợp pháp của đảng Dân Chủ, được thể hiện lập lại trên những nhân vật như bà Nisky Hawley cũng khó hiểu không kém. Như thống đốc tiểu bang Florida Ron DeSantis đã nêu lên một cách đúng đắn, việc đến đất nước này bất hợp pháp là bất hợp pháp. Chúng ta cần đẩy nhanh tiến độ nhập cư cho những người có khả năng đổi mới và tạo ra sự giàu có, thay vì ưu tiên những người lao động có tay nghề thấp đã đến lúc nên lãnh đạo có trách nhiệm đẩy mạnh và thực hiện các chính sách nhập cư có lợi cho Hoa Kỳ và người dân Mỹ. Những thông tin vừa rồi đã khép lại bản tin ngày hôm nay do Emily và cộng sự thực hiện. Cảm ơn quý vị đã quan tâm theo dõi. Emily xin chào và hẹn gặp lại quý vị trong những bản tin tiếp theo, được phát sóng hàng ngày trên kênh BTV E-Post Time.